Hello tất cả các bạn, An đã quay trở lại với các bạn nè. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn thấy An hoặc là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh channel này của An á, thì hãy nhớ nhấn cái nút màu đỏ dưới nha để các bạn có thể coi được những cái video của An trong thời gian sắp tới đây. Thì như các bạn đang thấy ở trên màn hình đó, An đang ở cái website là cabbage.com. Thì nếu như mà bạn nào đã theo dõi cái kênh channel của An á một thời gian rồi thì các bạn biết á, đây là cái website mà An đã recommend tất cả những anh chị nào làm chủ những cái doanh nghiệp nhỏ, làm những người làm 1099 self-employed independent contractor thì mình nên vô cái website này là cabbage.com. Đây là một cái lender được SBA nó approve cho cái chương trình là Paycheck Protection Program loan nè. Các anh chị thấy không? Đó thì cái chương trình này nó rất là tốt luôn, là tại vì nó là 100% forgiveness. Thì An khuyên tất cả các bạn, các anh chị ở đây nếu mà ai chưa apply thì nên tranh thủ apply. Tại vì cái chương trình này nó sẽ kết thúc vô tháng 8, ngày 8 tây. Và An đã thấy được một hay hai cái comment của nhiều anh chị nói là anh chị đã nhận được cái chương trình mà PPP này rồi. Nhưng mà anh chị coi những cái người YouTuber khác nói cái chương trình này chỉ dành cho những ai là làm chủ những cái doanh nghiệp thôi. Còn mình làm 1099, mình không có nhân viên thì mình không có apply được cho cái chương trình này. Nên đây là cái lý do hôm nay em muốn làm cái video này, em show cho các anh chị thấy cái website và show cho anh chị thấy được là cái chỗ nào mà nó cho mình biết là người nào lãnh 1099 hoặc là self-employed hoặc là independent contractor sẽ được apply. An là từ trước đến giờ cái nào có là An nói có, không có là An nói không có. Ví dụ như đợt trước cái chương trình EIDL loan nó chỉ cho những ai làm 1099 thôi, những người làm W2 không nhận được, thì An cũng đã lên An làm cái video để An thông báo cho mọi người biết là W2 apply cho cái chương trình mà EIDL loan là không có đúng. Nhưng mà cái chương trình mà PPP này là nó dành cho những ai lãnh 1099, self-employed independent contractor cũng như là những cái doanh nghiệp có những cái người nhân viên trả W2 đó. Thì em muốn show cho những anh chị nào mà đã lãnh cái tiền PPP rồi mà nghe những người khác nói mình vẫn còn hoang mang, hoặc là mình đang có ý định trả lại những cái tiền PPP này á, thì em muốn các anh chị coi cái video này và các anh chị suy nghĩ kỹ lại trước khi mà mình trả cái PPP này. Nếu mà mình đã được approve rồi á mà mình trả lại sẽ rất là uổng. Có nhiều người ta muốn được apply cho cái chương trình PPP này nhưng mà vì một cái lý do nào đó giấy tờ người ta không rõ ràng, người ta không được mượn, mà mình được mượn rồi mà mình trả lại thì rất là khó. Còn nếu như mà anh chị nào mà đã mượn rồi mà cảm thấy giống như là muộn rồi, mình lo lắng, mình ăn ngủ không yên á, thì đây An hy vọng là sẽ giúp trấn an các anh chị. Còn nếu như mà sau khi đã coi cái video này của An rồi mà vẫn còn hoang mang lo lắng thì An nghĩ là các anh chị vẫn nên trả lại cái tiền đó. Tại vì nếu như mà mình muộn một cái số tiền mà mình ăn không ngon ngủ không yên á thì An nghĩ là cái tốt nhất á là mình nên trả lại nha. Đây, để An kéo xuống cho mọi người thấy. Thì sau khi mà mình vô cái website là cabbage.com đó thì mình sẽ thấy nó có cái chữ là Apply for Paycheck Protection Program Loan nè. Và cái này thì được SBA approve, nên là khi mà mình apply cho cái này á thì nó sẽ là một cái người lender giúp mình apply. Sau khi mà apply rồi á thì cái application của mình người ta sẽ chuyển qua cho bên SBA. Nên các anh chị apply qua cái website này thì không có sợ là giống như là cái chỗ này là scam hay là nó ăn cắp thông tin của mình. Đó, rồi ở đây nó có một cái là ready to apply for a PPP loan, các anh chị thấy không? Đó, thì nó có một cái dòng chữ là make sure you have the right document ready. Mình click vô đây. Đây, sau khi mà mình click vô cái đó rồi thì nó sẽ hiện ra cái website này. Để anh kéo xuống cho mọi người thấy. À, ở đây thì nó sẽ cho mình biết có là những cái giấy tờ nào mà mình cần để mà mình làm cái application này. Thì ở đây là cái đầu tiên là nó dành cho những cái corporation, những cái general partnership, những cái LLC hoặc là những cái non-profit. Còn ví dụ như mình làm 1099 đó thì mình kéo xuống mình sẽ thấy ở đây nè, người ta có ghi thẳng luôn là những ai mà làm theo những cái ở dưới đây: independent contractor nè, self-employed nè, single member LLC nè,
đều apply được cho cái chương trình PPP này, và những cái giấy tờ mình cần để mà mình apply cho cái chương trình PPP nó sẽ là, ví dụ như đó là nếu như mà cái anh chị có những cái nguồn nhân viên là những ai mà ví dụ như là làm những cái công ty mà LLC một single member đó, người ta có những cái nguồn nhân viên á, thì đây là những cái giấy tờ người ta đã chuẩn bị, người ta cần phải chuẩn bị. Còn nếu như mà mình làm thợ làm nail nè, lái Uber nè, lái Lyft nè, mình là if you do not have employee, tức là mình là những cái người self employee independent contractor, mình không có những cái người nhân viên, thì mình cần chuẩn bị những cái giấy tờ là cái driver license của mình nè, đằng trước đằng sau, cái form khai thuế 1040 và Schedule C cộng với lại cái form 1099 mà mình lãnh được trong năm 2019. Rồi người ta cần đó là cái bank account của mình, cái statement để mà mình rút ra được đó là mình vẫn làm cái công việc này tính cho tới tháng 2 ngày 15 tây. Đó anh chị thấy không? Ở trên cái website này nó có ghi rõ ràng luôn là những cái người nào mà làm independent contractor hoặc là self employed hoặc là single member LLC là những cái người làm những cái công ty một thành viên á, vẫn đủ điều kiện để mà apply cho cái chương trình này. Thì nếu như mà anh chị nào á, mà vẫn còn lo lắng là mình không đủ cái điều kiện á, thì anh chị coi kỹ lại cái phần này giùm em. Và cái tiếp theo nữa là em muốn chia sẻ với lại tất cả mọi người á, cái cách để mà mình apply cho cái form nó gọi là 13508 easy để mà mình có sự xin cái forgiveness cho cái chương trình PPP nếu như mà mình apply rồi. Thì khi mà mình vô Google đó, mình có thể tìm cái form là 3508 easy đó. Cái này á, thì em thấy bạn vô được cái website của bên SBA luôn đó, thì mình sẽ thấy được có là nó có một cái chỗ để cho mình mình tải cái form mà PPP Easy này về để mà mình xin forgiveness. Thì đây là cái form này. Thì nếu như á, mà mình làm 1099, để em thử coi mình có đánh được ở đây không nha. Rồi. Nếu như mà mình làm 1099 đó, hoặc là mình làm independent contractor, thì mình sẽ xin forgiveness bằng cái form là 3508 Easy này. Cái mà business legal name á, nếu mà mình làm 1099, mình sẽ đánh tên của mình vô. Ví dụ như em đánh là B đi, rồi cái last name của mình sẽ là Lê đó. Rồi cái này thì mình không có, rồi cái business address đó là sẽ là địa chỉ nhà của mình, các bạn đánh vô cái địa chỉ nhà của các bạn. Business TIN hoặc là social security number, nếu như mà mình làm 1099 á, cái này mình đánh vô là số social của mình đó, này mình đánh vô là số social của mình nha. Cái này á là business phone thì các bạn đánh vô là số điện thoại của các bạn. Rồi primary contract hoặc là email, nếu mà các bạn có thì các bạn có thể đánh vô đây. Rồi khi mà các bạn apply cho cái chương trình PPP á, các bạn sẽ có cái mà PPP loan number, các bạn đánh vô đây. Lender các bạn apply là lender nào, ví dụ lúc nãy là cabbage.com đó, thì các bạn đánh vô. Rồi các bạn amount mà các bạn mượn được là bao nhiêu, mỗi người sẽ có cái amount khác nhau, ví dụ ở đây em đánh vô là 1.000 nha. Đó, rồi cái ngày này là cái ngày mà các bạn mượn cái loan này, mà cái loan này nó chuyển tiền vô cái account của mình, thì hôm nay là tháng 7 ngày 17 tây năm 2020. Đó, rồi cái mà employee at the time of the loan application thì có nhiều anh chị lộn ở đây á, nhiều người nghĩ là mình làm 1099, mình vừa làm chủ vừa làm thợ, nên là ở đây các anh chị đánh số 1, nhưng mà employee at the time of the forgiveness application cũng là zero. À mọi người nhớ giùm em cái này á, là em đang hướng dẫn những ai làm 1099 self employed contractor hoặc là independent contractor, thì cái này là em hướng dẫn nha. Mà nếu mà các bạn làm chủ những cái doanh nghiệp mà có trả lương cho những người lãnh W2 á, thì cái này các bạn điền sẽ là khác. Còn cái này là giống như là dành cho những ai làm thợ làm nail nè, thợ tóc nè, lái Uber, lái Lyft mà lãnh 1099 á, thì điền giống như là cái em hướng dẫn. Rồi cái này á, là nếu như mà anh chị nào á, mà được cái mà 1.000 đô free á, EIDL Advantage Amounts á, tức là mình lãnh được cái EIDL Rent mà 1.000 đô á, thì mình phải điền vô, tại vì khi mà mình lãnh được cái EIDL 1.000 này á, nó sẽ trừ ra khỏi cái tiền mà mình được forgiveness của cái PPP, nên nếu mà mình lãnh được á, thì mình phải điền vô đây. Rồi EIDL Application Number thì các bạn có cái
số application khi mà các bạn nhận được cái EIDL Advantage này á, thì mình cũng điền vô đây. Payroll schedule thì mình là lãnh 1099, thì khi mà các bạn chọn á, các bạn chọn order và ở đây á, mình đánh vô là schedule C. Rồi cái mà cover period á, là ví dụ như các bạn điền cái từ ngày các bạn nhận được cái số tiền này và tới tính tới 27 tuần. Ví dụ hôm nay mình nhận được cái số tiền này đi là 17 tây tháng 7 ngày 17 tây năm 2020 và mình tính ra tới 24 tuần sau cái này là các bạn điền vô cái số bên đây. Đó, và những cái này là mình sẽ không có áp dụng cho những ai mà lãnh 1099, là ví dụ các bạn sẽ không có nhận được những cái PPP trên 2 triệu hoặc là đây là những cái mà không có áp dụng cho các bạn. Rồi tiếp theo á, mình đi xuống dưới mình sẽ thấy á cái mà payroll and non-payroll cost. Cái này á, em thấy có nhiều người chỉ á, là cái payroll cost á, là các bạn phải điền vô là 60% của cái số tiền mà mình mượn được. Nhưng mà trong trường hợp nào á, mấy bạn nào mà làm 1099 á, thì cái payroll cost này nè, mình điền vô luôn là, ví dụ như các bạn nhận được cái tiền loan á, là 1.000, thì cái payroll cost các bạn cũng điền vô là 1.000. Khi mà các bạn làm 1099 thì các bạn sẽ không có cái business mortgage interest payment hoặc là sẽ không có business rent, lease hoặc là utility. Tức là những cái này là mình không có trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước nha cho cái business của mình, thì mình đều điền vô là zero hết. Và mình cộng hết những cái line này lại thì ở đây mình sẽ điền vô là 1.000. Cái số tiền mà mình được PPP cho mượn á, lúc nãy ở trên nó là em để 1.000 luôn. Thì ở đây các bạn điền 1.000. Rồi cái này á, nó kêu là lấy cái line số 1 chia cho 0.60. Thì các bạn sẽ lấy 1.000 chia cho 0.60. Thì ở đây á, nó sẽ ra là cái số tiền là 1.666.67. Đó. Rồi sau này ở cái line số 8 á, nó kêu á là trong cái số 5, số 6, số 7 này mình điền cái số nào là số nhỏ nhất là cái số này là sẽ được là cái số tiền mà mình được forgiveness, thì các bạn bỏ vô đây là 1.000, thì thành ra là cái số tiền mà các bạn được mượn đó 1.000 và các bạn được forgiveness 1.000 luôn, thành ra các bạn không trả lại. Có một điều em lưu ý á, là em thấy có rất là nhiều những cái người YouTuber người ta chỉ á, là thay vì ở đây á, điền cái số tiền mà mình mượn được thì các bạn nó chỉ á, là điền 60%, tại vì 60% á, là mình dùng để mình trả lương, 40% á, là mình dùng cho cái expense. Thì cái này á, là nó dành cho những ai làm business, có những cái người nhân viên lãnh W2 thì các bạn mới cần chứng minh như vậy. Còn những bạn nào mà lãnh 1099 và có schedule C là cái schedule khai thuế của mình á, thì cái payroll cost các bạn có quyền các bạn đánh vô là cái số amount mà các bạn mượn được cho cái PPP này, thì cái đó các bạn sẽ được forgiveness 100% luôn. Có nhiều bạn hỏi em á, làm sao mà biết người ta biết được á là mình dùng cái này để trả lương cho mình. Đơn giản thôi, ví dụ ở đây các bạn ghi là payroll cost của các bạn là 1.000, thì khi mà các bạn đi khai thuế đó, các bạn sẽ phải khai cái số tiền 1.000 này vô thành cái income. Nhưng mà các bạn có thể yên tâm là khi mà các bạn khai thuế, nếu mà ai lãnh schedule C á, 1099 mà khai thuế có schedule C thì các bạn biết á, nhiều khi các bạn có cái income 1.000 này, các bạn còn có thể khai những cái expense cho cái income 1.000 này nữa. Ví dụ như là các bạn có những cái tour nè, các bạn mua những cái supply, các bạn trả tiền phone, trả tiền xe vân vân, thì các bạn có thể khấu trừ ra khỏi cái 1.000 này khi mà mình khai thuế. Đó, đó là cái mà em hướng dẫn các bạn để mà điền cái form, nó gọi là 3508 easy. Nếu mà các bạn còn có câu hỏi gì cho em á, có thể comment ở dưới cho em biết. Nếu mà thấy thích video này, cho em một like, share, subscribe kênh channel cho em nha. Cảm ơn các bạn.